Liên quan đến cái vấn đề mà thuốc để mà chữa trị cho vi khuẩn Vũ Hán, những người bệnh nhân bị cái bệnh này, thì như quý vị nhớ trong tháng vừa rồi thì công ty Gilead thì họ đã có một cái loại thuốc tên là Remdesivir. Thì cái thuốc này họ cũng đã từng sử dụng, nó không phải là bào chế ra để cho chữa trị cho những người bị bệnh vi khuẩn Vũ Hán. Tuy nhiên thì lúc mà vi khuẩn Vũ Hán nó bùng phát ở bên Trung Cộng, thưa quý vị, thì chính phủ Hoa Kỳ họ rất là hào phóng, họ gửi cái loại thuốc này sang ngay cho Đảng Cộng sản Trung Cộng để mà chữa bệnh. Thì Đảng Cộng sản Trung Cộng họ lại chụp ngay cái thuốc này và họ đi đăng ký cái bản quyền ngay tức thì, tức là họ ăn cắp bản quyền ngay tức khắc. Thì đến ngày hôm nay, ở bên một cái cơ quan nghiên cứu ở bên Trung Cộng thì họ đã dùng cái thuốc này để mà thử nghiệm lên các người bệnh nhân ở bên đó. Tuy nhiên thì cái kết quả nó cho ra là hoàn toàn không có một cái kết quả gì khả quan hết, thưa quý vị. Và trước đó thì tổ chức WHO họ cũng đã có cái lời tuyên bố trên cái mạng lưới website của tổ chức WHO, họ cũng đồng ý với lại Đảng Cộng sản Trung Cộng, cái tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Cộng, và họ nói rằng cái loại thuốc này nó cũng không có hiệu nghiệm gì cả. Tuy nhiên chỉ có vài ngày sau đó thì họ đã lấy cái post này ở trên cái mạng lưới website của tổ chức WHO, họ lấy xuống, họ xóa đi ngay tức thì, và họ cũng đã có cái lời xin lỗi. Thì đây là một cái điều cũng rất là đáng buồn, là tại vì trong quá khứ rất nhiều người hy vọng vào cái thuốc Remdesivir này nó sẽ là một cái thuốc mà tốt, thành công, có thể mà sử dụng để mà chữa trị cho những người bệnh nhân lây nhiễm với vi khuẩn Vũ Hán. Tuy nhiên thì đến bây giờ thì không có kết quả gì hết. Và có liên quan đến cái tổ chức WHO thì kính thưa quý vị, trong cái thời gian đó thì ông Tedros thì quý vị cũng đã biết rồi, ông ta là một người làm rất nhiều cái điều sai quấy và lúc nào ông ta cũng xin lỗi. Ngày hôm nay ông ta cũng đã có một cái lời tweet trên cái Twitter, ông ta nói rằng có một chữ duy nhất rằng là forgive, thưa quý vị, tức là hãy tha thứ. Thì có lẽ là quý vị cũng biết sơ về cái bản tin là tổ chức WHO là một cái tổ chức bị ảnh hưởng bởi Đảng Cộng sản Trung Cộng từ trong quá khứ cho đến bây giờ. Bản thân ông Tedros là cũng là một người đã được Đảng Cộng sản Trung Cộng vận động khắp thế giới để ông ta ngồi vào cái chức vụ tổng giám đốc tổ chức WHO. Và cái thưa quý vị, một cái điều này quý vị phải nên nhớ, đây là lần đầu tiên một người tổng giám đốc của tổ chức WHO mà người đó không phải là một người bác sĩ. Ông Tedros là một người chính trị gia, thưa quý vị. Tuy nhiên, khi xưa ông tại cố quốc của ông là Ethiopia, ông ta là bộ trưởng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, ông ta không phải là một người bác sĩ. Và ngoài ra, ông Tedros lại là một người đã bị kiện thưa khi xưa ngay tại đất nước của ông ta là Ethiopia. Ông ta đã che giấu một cái nạn dịch rất là to lớn ngay tại quốc gia của ông. Ông là một người quan hệ rất là mật thiết với ông Mugabe, thưa quý vị, là một người tổng thống của một nước Phi Châu mà hôm nay là một người cộng sản và rất là tàn ác độc tài. Mà ông Tedros này là một người ủng hộ cho ông Mugabe này. Ông Mugabe, ông Tedros, Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản trên thế giới là họ làm việc rất là thân cận với nhau. Thì tất cả những cái điều này nó dẫn đến cho chính phủ của Donald Trump một cái sự mà rất là bất bình. Tại vì quý vị biết chính phủ Hoa Kỳ hàng năm họ đóng góp cho WHO khoảng từ 400 cho đến 500 triệu Mỹ Kim để mà họ làm việc. Tuy nhiên thì tất cả những cái sự việc của tổ chức này làm thì người ta coi là đều thấy là họ làm theo cái chỉ định của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Do đó ngày hôm nay, mấy ngày về trước, Tổng thống Donald Trump ông bảo rằng có thể ông sẽ tạm ngưng cung cấp tiền viện trợ cho tổ chức này. Nhưng mà hôm nay ông bảo rằng là chúng tôi có thể sẽ cắt đứt vĩnh viễn tiền viện trợ cho cái tổ chức WHO này nếu mà họ không thay đổi từ trong cái cấu kết của nó ở bên trong đến những người lãnh đạo. Thì đây là một cái diễn biến rất là quan trọng, là như quý vị thấy, tổ chức WHO, tổ chức Liên Hiệp Quốc, những cái tổ chức rất là lớn trên thế giới đều bị cái sự ảnh hưởng bởi cái thế lực mềm đồng tiền của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Những người lãnh đạo trong các tổ chức này đều là những người thân cận làm việc theo chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và vì cái vấn đề này thì hiện nay trên khắp thế giới đã nổi lên nguyên một cái phong trào kiện tụng Đảng Cộng sản Trung Cộng
họ kiện thẳng đảng luôn, chứ họ không nói là chính phủ hay là con người dân Trung Hoa, họ đổ lỗi thẳng cho Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và chính là ông Tập Cận Bình đã phải bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái điều gì mà Đảng Cộng sản Trung Cộng đã gây ra cho toàn thể thế giới, thưa quý vị. Cái ông Tedros này, thưa quý vị, đúng, ông ta là người Ethiopia và ông ta có học ngành vi trùng học, thưa quý vị, chứ không phải là bác sĩ, không phải là bác sĩ. Nhưng mà ông ta thất thân với ông Mugabe, là một nhà độc tài cũng khát máu. Thì chúng ta hiểu là khi người ta điều tra ra thì cái này rất có những cái thân cận với Trung Quốc, cũng như ở trong Hoa Kỳ thì là Đảng Dân Chủ rất thân, giúp cho nhau và họ có những cái bàn tay giúp nhau. Thì khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tài trợ tổ chức WHO 400 triệu Mỹ Kim, chúng ta nhớ đó, thì ông Bill Gates đã nhảy ra và ít nhất là đóng góp ngay 150 triệu Mỹ Kim. Quý vị thấy không? Tức là ông ta muốn chứng tỏ là đang lúc nguy cấp này tôi sẽ là đóng vai anh hùng ra để cứu giúp đất nước. Thì chúng tôi đã trình bày với quý vị đó, thì ông Microsoft rất là nổi tiếng, không, nhưng mà đa số chúng ta bị cái đó, đôi khi chúng ta hiểu sai, thưa quý vị, là thấy một người mà có vẻ có một vài thành tích nào đó thì đâm chúng ta bị chóa mờ, chúng ta nghĩ là người đó là cái gì làm cũng đúng. Nhưng quý vị phải có nhớ là không phải vấn đề như vậy. Có những người họ đã có thành tích nhưng họ sẵn sàng, cái con người họ vẫn có thể có những lúc họ làm những việc vô đạo đức, bất lương. Thì ông này người ta nói là ông ta đã dùng những cái nước nghèo ta đến giúp đỡ phát triển giáo dục này kia, rồi ông ta bao nhiêu năm đều đang nghiên cứu cái vi khuẩn khắp nơi và dùng trên cái sinh mạng của mấy cái nước nghèo đó, mấy cái nước đó người ta kém phát triển đó, thì người ta không đặt nặng cái chuyện từng người, cái số nhân mạng. Vì thế ông ta lại lạm dụng để mà thí nghiệm trên con người, cho nên vì ông ta bị muốn kỳ này ông ta cạnh tranh với phía của Tổng thống Trump để ông ta đưa những cái vaccine của ông ta ra, và ông ta muốn làm một cái chuyện lớn đó, để lại là tại vì cái này trước sau thì nó cũng đi vào lịch sử, cho nên vì thế ông ta sẽ cung cấp cái vaccine đó. Và dĩ nhiên đó là một cái dịch vụ làm ăn béo bở, dĩ nhiên là chính quyền phải tính toán với ông ta. Cho nên lúc này ông ta đã bị nhiều người dân nhìn chung, đã nhìn với cái ánh mắt không có thiện cảm như ngày xưa. Và chúng tôi có cái clip đó, bữa chúng tôi nói đó, Viên Đồng nhớ, ông đến một cái chỗ mà chúng ta thấy người ta cầm trứng đó, quý vị, ném ông này ào ào luôn. Tại vì bây giờ sau những cái bản tin này thì cái thiện cảm của dân chúng nói chung một số đã nhìn ra vấn đề. Cho nên, và ông này thì nếu nhìn lại chúng ta cũng hiểu là ông ta người con ông ta, con gái Jennifer cũng có cái công ty rất lớn bên Trung Quốc, cũng như Đảng Dân Chủ rất là thân mật với cái nhóm từ bà Pelosi, bà Clinton, Obama, v.v. ông Biden, cho nên họ đều có dây mơ rễ má và có cái chỗ đứng làm ăn bên Trung Quốc. Vì thế họ kể như là một cái nhóm. Cho nên trước đây ông Bill Gates cũng ủng hộ những cái đại hội đảng của Dân Chủ, ông ta ủng hộ rất nhiều, cho nên họ có cái bàn tay nối dài lâu rồi. Đó là lý do chính là luôn luôn ông ta tuyên bố hoặc là ông ta muốn làm để cái hình ảnh Tổng thống Trump nó không được đẹp và cái kinh tế suy sụp. Bây giờ phải nói thẳng, đôi khi họ muốn đó, quý vị cứ ở nhà đó để cho nhìn thấy kinh tế tàn lụi. Và như vậy đến tháng 11 này tất nhiên dân chúng sẽ không còn ủng hộ Tổng thống Trump. Đó là cái chúng ta phải nhìn cái mục đích cuối cùng của những cái thế lực chống đối và Đảng Dân Chủ, thưa quý vị.